Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường lao động đối với sức khỏe người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quan tâm đầu tư nguồn lực để cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Tại môi trường làm việc an toàn, thân thiện và văn hóa, năm 2023, các doanh nghiệp trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dành kinh phí hơn 1.147 tỷ đồng để kiểm định máy móc, thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc, khám sức khỏe và bồi dưỡng cho người lao động sở lao động thương minh xã hội thường xuyên phối hợp kiểm tra nhắc nhở các doanh nghiệp tổ chức quan trắc môi trường lao động khám sức khỏe khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động từ phong trào lao động giỏi lao động sáng tạo do liên đoàn lao động các cấp phát động mỗi năm người lao động có hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng đồng thời góp phần cải thiện môi trường lao động hạn chế nguy cơ rủi ro dẫn đến tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp